Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về điều tra chống bán phá giá với sợi dài làm từ polyester, cụ thể là sợi PFE hay là sợi filament có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Malaysia. Theo Bộ Công Thương, vụ việc được điều tra dựa trên hồ sơ yêu cầu của đại diện ngành sản xuất trong nước, có sản lượng chiếm 67,4% tổng sản lượng sản xuất trong nước. Theo hồ sơ yêu cầu này, lượng nhập khẩu sợi PFE bán phá giá từ các nước trên đã tăng mạnh trong thời gian qua và là nguyên nhân chính gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất sợi PFE của Việt Nam. Bộ Công Thương cho biết, trong quá trình điều tra vụ việc, Bộ sẽ tiếp tục đánh giá những tác động kinh tế xã hội để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các nhà nhập khẩu sử dụng PFE cũng như của ngành sản xuất sợi PFE trong nước, hỗ trợ các ngành dệt may phát triển, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, đặc biệt là đáp ứng các yêu cầu về quy tắc xuất xứ. Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng sẽ thực hiện việc thẩm tra, xác minh lại các thông tin do các bên liên quan cung cấp trước khi hoàn thành kết luận điều tra chính thức về vụ việc. Đồng thời, sẽ tổ chức tham vấn công khai để các bên liên quan trực tiếp trao đổi, cung cấp thông tin, bày tỏ quan điểm về vụ việc trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.